Xin chào các anh chị. Lần gặp gỡ trực tiếp trước đây với khách hàng, chúng tôi đã làm khảo sát và tìm hiểu được khách hàng đang quan tâm tới quỹ bảo vệ tài chính và duy trì mức sống trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên là sau khi tư vấn xong, khách hàng có cuộc gọi và cần phải về công ty giải quyết công việc gấp. Và thế rồi dịch bệnh quay trở lại và kéo dài. Và rõ ràng là để thực hiện các hướng dẫn và chỉ thị từ phía chính phủ, chúng ta không thể gặp gỡ trực tiếp khách hàng được nữa. Vậy trong tình huống như thế này, những người tư vấn tài chính như chúng ta phải làm gì đây? Mời các anh chị cùng xem cách thức những người tư vấn tài chính thời buổi công nghệ chúng tôi làm việc như thế nào các anh chị nhé. Chào Linh, sức khỏe và công việc của em dạo này thế nào? Em đã giải quyết xong công việc lần trước chưa? Dạ, cảm ơn anh Sơn. Hôm trước cũng rất là xin lỗi anh là em có việc phải đi gấp quá nên không có thể ngồi tiếp tục để nghe anh tư vấn được. Và anh Sơn cũng thông cảm cho em ha. Không có gì đâu Linh. Cuộc sống mà đôi khi là có những việc đột xuất nó xảy ra mà mình cũng không có dự phòng trước được. Anh chỉ tiếc là anh đang thấy em quan tâm tới kế hoạch tài chính như vậy. Một cái gói giải pháp mà anh đang định đề xuất với em hôm đó, tuy nhiên là công việc của em bận quá. Thế thì với tình hình Covid quay trở lại như thế này, anh sắp xếp để có thể trao đổi với em online. Em đã có cái trải nghiệm tư vấn bảo hiểm online bao giờ chưa? Từ trước giờ thì cũng có đó, nhưng mà em cũng không để ý lắm. Nhưng mà cái đợt dịch Covid lần này á, làm cho em được nghe đến cái từ này nhiều hơn. Và chính bản thân em cũng trải nghiệm nhiều hơn. Ví dụ như là bình thường đi chợ là đi ra ngoài, đi siêu thị, đi chợ thôi. Nhưng mà đến nay á, là phải đặt hàng online và người ta ship đến tận nhà đó anh. Còn trước đây ví dụ nhà trong gia đình có người già mà ốm đau bệnh tật gì đó, hoặc là con nít cần phải đi bệnh viện đến phòng khám. Nhưng mà hiện nay là tụi em cũng bị dịch Covid mà đến bệnh viện là cũng rất là quan ngại luôn á. Nên chính vì thế là dạo này tụi em cũng phải cần đến bác sĩ online luôn á anh. Ồ thế à, như vậy là mình cũng khám bệnh online rồi đấy. Dạ. Như vậy anh có một ý tưởng này rất là hay này. Ngoài việc anh tư vấn tài chính cho gia đình em ra thì anh cũng mong muốn là những cái đợt này mình trở thành bác sĩ tài chính gia đình online cho gia đình em luôn nhé. Bởi vì mình có thể không gặp nhau được thường xuyên như thế này, nhưng việc lắng nghe những cái nhu cầu tài chính và từ đó cố vấn và tư vấn cho em các cái giải pháp phù hợp nhất ấy, thì có thể hiểu là như là một người bác sĩ tài chính online của gia đình em vậy. Vậy là hôm nay em mới biết thêm một cái nghề mới của anh Sơn, có một cái tên rất là thú vị ha, bác sĩ tài chính online. Dạ, nếu mà như vậy thì bác sĩ tư vấn thử cho em là gia đình em với tình hình tài chính hiện nay là em cần làm như thế nào đi bác sĩ? Đơn giản thôi. Anh thì anh đã giúp đỡ rất nhiều khách hàng khác trong cái tình hình dịch kéo dài như thế này, giúp họ cân đối lại thu nhập rồi. Đặc biệt là rà soát lại cùng với họ về chi phí để xem có thể cắt giảm cái gì và chuyển đổi các cái việc và chi tiêu ra sao cho nó khoa học, cho nó hợp lý đấy. Nên là nếu có thời gian thì anh cũng sẽ tư vấn thêm cho Linh. Đấy là chính là công việc của anh mà. Như vậy là với nhu cầu của gia đình em lần trước ấy, về việc bảo vệ thu nhập và chăm sóc sức khỏe cũng như là duy trì mức sống cho mọi hoàn cảnh, thế nên là ngày hôm nay anh giới thiệu với Linh một giải pháp bảo hiểm trọn vẹn và cân bằng. Linh ơi, khi mà anh trao đổi về các cái giải pháp tài chính này ấy, thì thông thường anh phải sử dụng tới một số các cái từ ngữ chuyên môn hay là các cái thuật ngữ trong ngành bảo hiểm của anh, nên là anh bắt buộc phải đề cập tới những cái chữ như là rủi ro. Linh thông cảm nhé. Dạ, không sao đâu anh, bảo hiểm mà. Thế thì với cái gói giải pháp bảo hiểm cân bằng trọn vẹn này thì sẽ giúp cho gia đình Linh có một cái quỹ dự phòng tài chính trước các cái rủi ro thường gặp, ví dụ như là tai nạn, tử vong, bệnh hiểm nghèo, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn hay là ung thư nữa. Bên cạnh đó, đây còn là một giải pháp tích lũy an toàn và hiệu quả để đáp ứng các cái nhu cầu tài chính cho từng cái giai đoạn một. Giai đoạn này của mình, gia đình mình là muốn dành tiền để chuẩn bị sinh em bé. Giai đoạn sau là con mình bắt đầu chập chững, bước vào đời, hay là xa hơn nữa là lo cho con đi vào đại học. Mà nếu lo xong đại học rồi, muốn chuẩn bị con cho con tiền khởi nghiệp hoặc là ra ở riêng, hoặc là xa hơn nữa là tiền hưu trí, thì đây là một kế hoạch chủ động, linh hoạt để giúp cho gia đình mình chủ động trong từng cái thời điểm một. Bên cạnh đó thì khách hàng cũng đều mong muốn là mình được hỗ trợ nhiều hơn về mặt chi phí như là tiền nằm viện này, tiền phẫu thuật và các cái tiền điều trị khác, thì đây là một quyền lợi gia tăng mà sản phẩm này mang lại cho khách hàng. Rồi cụ thể vậy giải pháp tài chính này thì đáp ứng cho mình những quyền lợi như thế nào? Thì đầu tiên, giải pháp này sẽ đáp ứng khoản dự phòng tài chính để bảo vệ sức khỏe trước các cái nguy cơ về tai nạn cũng như là bệnh hiểm nghèo. Vậy với tai nạn ở đây thì
thì một quỹ bảo vệ đặc biệt lên tới là 3,6 tỷ đồng trong các cái trường hợp rủi ro đặc biệt khác nhau. Vậy rủi ro đặc biệt đó là gì anh? Thì thông thường với cái quỹ tài chính này ấy, số tiền bảo hiểm gốc sẽ là 1,2 tỷ đô lên. Thì trong trường hợp khách hàng không may bị rủi ro do tai nạn ấy, trong trường hợp đặc biệt ở đây là nếu khách hàng đi các cái phương tiện công cộng có vé như là xe buýt hoặc là phương tiện giao thông vận tải có đăng ký kinh doanh với Bộ Tài chính và có vé phát cho khách hàng gọi là mua vé hay là tàu hỏa, hoặc là khách hàng không may bị rủi ro do hỏa hoạn hoặc là ở trong thang máy của các cái tòa nhà công cộng ấy, thì lúc này quyền lợi rủi ro này sẽ được nhận gấp 3 lần là 3,6 tỷ đó lên. Ồ, ra là vậy. Rồi bên cạnh đó thì giải pháp tài chính này còn chuẩn bị thêm cho khách hàng một cái quỹ nữa để bảo vệ khách hàng trước ung thư và trước các căn bệnh hiểm nghèo. Cụ thể với quyền lợi bảo vệ 63 bệnh hiểm nghèo khác nhau đây thì quỹ này lên tới là 350 triệu. Còn riêng đối với ung thư thì ung thư của giải pháp này cung cấp cho khách hàng một quỹ lên tới là 650 triệu. Vì sao lại là 650 triệu là bởi vì bản thân trong giải pháp tài chính này đã có sẵn một quỹ ung thư tương đương 300 triệu rồi. Và bên cạnh đó cộng thêm quyền lợi gia tăng bảo vệ của sản phẩm gia tăng bảo vệ là 63 bệnh hiểm nghèo toàn diện nữa là 350 triệu kia. Thì như vậy riêng ung thư là có 650 triệu, còn bệnh hiểm nghèo là khách hàng được chuẩn bị 350 triệu đồng đó. Với số tiền 650 triệu này thì có thể đã giúp khách hàng họ yên tâm phần nào nếu như không may ung thư xảy ra. Và với số tiền 650 triệu này có mặt đúng lúc và đúng thời điểm thì Linh cũng sẽ thấy được là khách hàng không phải lo lắng dùng tới những cái nguồn tiền tiết kiệm khác nữa. Vì vậy đâm ra là có cái nguồn tiền mình chi trả kịp thời thế này thì các cái nguồn tiền khác lẽ ra mình tiết kiệm cho con đi học, lẽ ra để xây sửa nhà thì nguồn tiền đó vẫn được bảo vệ mà không bị lâm vào tình cảnh là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Sản phẩm này còn có điểm hay nữa là bảo vệ cho khách hàng bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Và số tiền chi trả lên tới là 100% tương đương là 1,2 tỷ. Những cái quyền lợi khác ở đây ví dụ như là quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì chắc là Linh cũng đã hiểu rất là rõ rồi. Thì lên tới là 100% tương đương là 1,2 tỷ nha. Những cái điểm nổi bật mà giải pháp này cung cấp thêm bởi vì đó là điểm mới nữa, đó chính là việc khách hàng cũng được bảo vệ tỷ lệ thương tật do tai nạn luôn. Vì sao lại gọi là tỷ lệ thương tật? Tức là công ty sẽ chi trả cho khách hàng các cái thương tật dù là nhỏ nhất nếu những cái thương tật đấy là do tai nạn gây ra, và tối đa cũng là 100%. Một điểm khác nữa và khá là ưu việt không chỉ của riêng sản phẩm này đâu mà là của riêng AIA trên thị trường luôn đó. Đó là việc nếu như khách hàng không may gặp rủi ro tử vong và khách hàng này là khách hàng không hút thuốc ấy, cho dù là nam hay nữ không hút thuốc thì công ty cũng sẽ chi trả thêm 15% tương đương là 180 triệu đồng. Wow, vậy là quyền lợi tốt quá ha. Bên cạnh những cái quyền lợi bảo vệ mà chúng ta cứ nghĩ là quyền lợi xảy ra rủi ro lớn nhất, nhưng với AIA thì công ty còn chuẩn bị cho khách hàng ngay cả những quyền lợi mà khi khách hàng còn sống, là quyền lợi bảo vệ vô cùng thiết thực. Cụ thể là công ty sẽ chuẩn bị cho khách hàng một quỹ để chăm sóc y tế này, bao gồm là hỗ trợ cho tiền phòng, tiền giường, rồi thậm chí là khoa chăm sóc đặc biệt, rồi tiền hỗ trợ thêm cho việc điều trị ung thư, chạy thận nhân tạo, rồi các cái điều trị nội trú khác và thậm chí là kể cả điều trị ngoại trú theo cái hạn mức nhất định mà khách hàng đã tham gia. Thì đây là một chương trình về chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ chi phí nằm viện và phẫu thuật đa lên. Và khi khách hàng tham gia thêm quyền lợi gia tăng bảo vệ này thì khách hàng cũng sẽ được công ty trao tặng một cái thẻ gọi là cái thẻ chăm sóc sức khỏe, bao gồm hai cái phạm vi là nằm viện và phẫu thuật đó. Điểm hay của cái thẻ này là không chỉ hỗ trợ cho khách hàng là nằm viện này, rồi phẫu thuật này, rồi ung thư hay là chạy thận nhân tạo và các điều trị nội trú khác, thì thẻ này còn giúp cho khách hàng được bảo lãnh viện phí tại các cái cơ sở y tế trong cái mạng lưới liên kết của họ. Và công ty mà AIA chọn lựa để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe này chính là công ty rất nổi tiếng về mảng chăm sóc sức khỏe là công ty InSmart. Em cũng đã từng nghe đến công ty này và đã cũng có một cái thời gian em cũng được trải nghiệm dịch vụ của công ty này rồi đó anh Sơn. Em thấy khá là tốt đó. Em cũng thích công ty này. Đúng vậy, AIA thường là chuẩn bị cho khách hàng những đối tác tốt nhất. Và còn một quyền lợi nữa mà anh muốn chia sẻ với Linh đó chính là quyền lợi về đầu tư. Trong quyền lợi đầu tư này thì như Linh thấy nhé, mình tiết kiệm 1 năm 18 triệu, đấy là quyền lợi của sản phẩm chính này. Bên cạnh đó thì mình có khoảng hơn 4 triệu nữa cho các quyền lợi gia tăng bảo vệ nhé. Thì anh đang nói về cái sản phẩm chính này trước. Cụ thể,
Ví dụ ở đây là với lãi suất ước tính 5% thôi, thì vào năm 50 tuổi tài khoản của mình đã có là 452 triệu. Mình không cần tiết kiệm nữa này, thì đến năm 60 tuổi tiếp tục gia tăng lên 894 triệu, rồi 70 tuổi tiếp tục gia tăng lên 1 tỷ 690 triệu. Dạ. Như vậy là với số tiền 894 hoặc là 1 tỷ 690 có thể giúp mình bổ sung thêm cái quỹ chăm sóc sức khỏe hoặc là bổ sung thêm quỹ hưu trí an nhàn tuổi già cho mình rồi đó. Trong khi một năm chỉ có 18 triệu thôi. Dạ. Nhưng mà những cái quyền lợi bảo vệ trước đó cho em vẫn được vẫn được đảm bảo như bình thường đúng không anh? Đúng rồi. Thông qua những cái quyền lợi anh đã chia sẻ với em nhé, bây giờ anh sẽ tóm tắt lại một cách tổng quan nhất này để cho Linh dễ nhớ. Dạ. Chỉ với 62.000 đồng mỗi ngày thôi, ngay lập tức mình đã tạo ra cho gia đình của mình một cái quỹ bảo vệ rủi ro trước các cái tai nạn, kể cả những tai nạn đặc biệt, lên tới 3,6 tỷ đồng. Một quỹ điều trị ung thư lên tới 650 triệu, còn riêng với quỹ bệnh hiểm nghèo là lên tới 350 triệu. Không những vậy, mình còn quỹ thương tật chi trả theo tỷ lệ thương tật do tai nạn tùy từng mức độ khác nhau cũng là 1,2 tỷ. Quỹ bảo vệ tử vong và tử vong thương tật toàn bộ vĩnh viễn cũng là 1,2 tỷ. Đồng thời, giá trị tích lũy liên tục gia tăng ở các cái mốc 50 tuổi là 452 triệu này, 60 tuổi là 894 và 70 tuổi là 1 tỷ 690. Như vậy, Linh thấy đấy, chỉ với 62.000 đồng mỗi ngày thôi là mình có được ngay lập tức tất cả những cái quỹ đó, vừa bảo vệ mà lại vừa tích lũy cho gia đình mình. Dạ. Vậy với giải pháp tài chính trọn vẹn và cân bằng này, một thông điệp muốn nhắn gửi tới Linh là hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Bởi vì khi tham gia càng sớm thì số tiền mình tiết kiệm sẽ càng thấp. Ví dụ như Linh 30 tuổi thì khi tham gia mình chỉ cần tiết kiệm một năm có 22 triệu 8 thôi. Nhưng nếu mình để đến năm 50 tuổi mới tham gia thì lúc này nó hơn gấp đôi, thậm chí nó lên tới là 43,8 triệu cơ Linh ạ. Wow, nó tăng lên dữ vậy hả anh? Đúng rồi, bởi vì độ tuổi mình khác mà. Thì lúc này là vì độ tuổi mình khác, mình cao hơn rồi, thành thử ra lúc này là cái chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ cao hơn chứ. Nên là với thông điệp của bảo hiểm là càng tham gia sớm thì càng có lợi đó. Cảm ơn anh. Những gì mà anh Sơn vừa chia sẻ là gần như em thấy là em thuộc luôn anh Sơn. Em không biết sao chứ anh tư vấn rất là dễ hiểu, rất là dễ nhớ và làm cho em rất là ấn tượng. Nhưng mà em có một số cái câu hỏi. Trước khi em đưa ra quyết định của mình sẽ tham gia như thế nào đó anh, thì cho em hỏi là sản phẩm thì em thấy là tốt rồi, dịch vụ thì cũng tốt rồi, nhưng mà khi mà tham gia bảo hiểm, em nghe em đã từng thấy có rất là nhiều người tham gia thì rất là dễ, tại vì đóng tiền cho công ty mà. Nhưng mà khi mà khách hàng mà có rủi ro cần chi trả một cái gì đó thì em nghe cũng rất là nhiều người nói là không biết là có được đảm bảo hoặc là có được chi trả có dễ hay không, hay là thủ tục được như thế nào á, thì em không biết là AAA của mình có những cái quy định về thủ tục chi trả cho khách hàng như thế nào để cho khách hàng được chi trả nhanh, hoặc là có một cái thông tin gì đó để em có thể an tâm hơn một chút khi mà nếu mà mình tham gia thì mình được nhận tiền, nếu trong trường hợp đúng là không ai mong muốn nhận cái tiền đó sớm, em chỉ mong muốn là nhận về già thôi, nhưng mà em cũng thấy hơi lo lắng. Cuộc sống là đâu ai biết trước được đâu, đúng không anh? Anh đã gặp rất nhiều khách hàng khi tư vấn, hầu hết mọi người cũng đều quan tâm và lo ngại tới việc là các công ty có chi trả theo đúng mức cam kết hay không. Anh hiểu là một người khách hàng khi tin tưởng và ủy thác tiền cho công ty để quản lý và đầu tư cho mình, bảo vệ mình, thì việc sau này không may xảy ra sự kiện bảo hiểm thì công ty có chi trả hay không. Thì nhân đây anh cũng giải đáp cho Linh như thế này để Linh thấy yên tâm hơn. Thứ nhất là về việc chi trả của công ty ấy, mình sẽ cần phải hiểu theo phạm vi bảo hiểm. Vậy thì khi có bất cứ cái phạm vi bảo hiểm nào xảy ra thì mình sẽ lấy hồ sơ chứng từ liên quan tới phạm vi đó. Anh ví dụ nhé, nếu mình đau ốm mà mình nằm viện, thì mình nằm viện thì mình sẽ có quyền lợi gọi là hỗ trợ chi phí nằm viện. Thì lúc này hỗ trợ chi phí nằm viện và phẫu thuật thì cũng có trong gói giải pháp của Linh rồi. Thì lúc này mình cần nộp cho công ty là bao gồm có hồ sơ bệnh án này, giấy tờ ra viện. Thì thông qua hai cái giấy tờ này công ty sẽ kiểm chứng lại để chi trả cho Linh nó có đúng hay không và phù hợp. Việc thứ hai là nếu mà mình muốn nhận quyền lợi liên quan tới bệnh hiểm nghèo thì là mình cần có các cái hồ sơ bệnh án, kết luận hay là kết quả sinh thiết liên quan tới bệnh hiểm nghèo đó.
Và trong trường hợp bệnh hiểm nghèo thì thường công ty sẽ có thể làm thêm một bước nữa, cái này là có thể thôi nhé, là sẽ mời link đến các cái bệnh viện có liên kết với công ty và sẽ thẩm định lại, làm kết quả sinh thiết lại một lần nữa liên quan tới bệnh hiểm nghèo hoặc là ung thư. Thì sau khi có kết quả đó thì cũng sẽ quyết định chi trả cho khách hàng thôi. Còn với cái quyền lợi là chi trả liên quan tới tử vong thì lúc này khách hàng là đã có tử vong thì đương nhiên cần có giấy chứng tử, bởi vì trong giấy chứng tử đấy sẽ có nguyên nhân tử vong là tử vong do bệnh hay tử vong do tai nạn hay tử vong ở nơi công cộng, thì dựa vào kết quả đó công ty sẽ chi trả ở mức là 100%, 200% hay 300%. Thì thông qua những cái giấy tờ đó thì Linh cung cấp đầy đủ cho công ty thì yên tâm là công ty sẽ chi trả. Và để minh chứng cho việc này thì không có gì hơn các cái con số đã được thống kê. Cụ thể, tỷ lệ chi trả cao của AAA là từ trước đến nay lên tới là 92,2%. Trong đó... cũng cao ghê anh ha. Cao chứ, bởi vì Linh biết không? Ngay cả bảo hiểm y tế thì cũng có cái trường hợp loại trừ mà. Bởi vì có một số người họ cũng tận dụng và họ trục lợi bảo hiểm ấy. Thì trong ngành bảo hiểm nhân thọ thì cũng không tránh được. Vì vậy đơn đơn là qua cái thống kê này chúng ta thấy được là khá là cao rồi. 92,2% là hầu hết khi khách hàng bồi thường là đều chi trả cho khách hàng. Và còn nhanh hơn nữa là như thế này đây, trên 90% hồ sơ của khách hàng được chi trả chỉ trong vòng 24 giờ thôi mà em khách mới hàng biết có thể yêu cầu chi trả. Đúng rồi đó, thì đây là những thống kê thuyết phục nhất là mà công ty đã lấy ra trong 20 năm vừa qua khi chi trả cho khách hàng. Con số này rất là ấn tượng với đó. Em của anh sợ. Và đây là những con số mà công ty lấy ra từ báo cáo chứ không phải là công ty vẽ vời đâu, nên là Linh cứ yên tâm nhé. Một điểm hay và nhanh nữa là đi đầu và tiên phong trong công nghệ của AAA ấy, đó là khách hàng có thể yêu cầu bồi thường online luôn. Nên như Linh thấy là nhất là đợt dịch bây giờ là đi chợ online, rồi tư vấn bác sĩ online, rồi tư vấn bảo hiểm online, và sau này yêu cầu bồi thường cũng có thể là online. Và nhận tiền online luôn anh ha. Đúng rồi, công ty sẽ chuyển khoản cho khách hàng, như vậy cũng không khác thì nhận tiền online cả. Mọi thứ sẽ rất là nhanh chóng và đơn giản. Vậy Linh còn câu hỏi hay lo lắng gì khác nữa không? Chắc là không, bởi vì em thấy anh Sơn tư vấn họ rất là chu đáo. Cảm ơn những phản hồi tích cực từ Linh dành cho anh. Vậy thì Linh cho anh cảm nhận của Linh thông qua việc anh tư vấn bảo hiểm online cho Linh như thế nào? Không biết nói gì hơn là rất là cảm ơn anh Sơn. Lúc đầu thì em cũng thấy hơi ngần ngại, là tại vì anh biết không, trong mạng xã hội bây giờ mà em cứ gì mà nghe livestream bán hàng online là em cũng cảm thấy hơi ngại ngại. Nhưng mà thực sự là vì anh em quen biết nhau lâu lắm rồi nên bây giờ em mới nói ra là em thôi, em dành một buổi để coi thử là mình sẽ tư vấn online như thế nào, biết đâu mình có một trải nghiệm mới. Mà đúng là mới thiệt anh Sơn, em cảm thấy là mọi thứ nó rất là rõ ràng nè. Anh cũng chia sẻ màn hình với em những cái hình ảnh, em thấy rất là dễ hiểu, rất là rõ đối với em rồi. Thì em nghĩ là nếu mà với cách này mà mình phát huy được nha, là không phải mất thời gian đi ra ngoài nè, vừa an toàn nè, mà ví dụ như sau này dịch Covid có hết đi mà em có bận quá, học người thân của em bận quá mà chỉ có buổi tối mới có thể ngồi nghe được những cái thông tin rất là hay như thế này, mà buổi tối thì không thể nào đi ra khỏi nhà được cùng chồng con nữa, thì em thấy là em đề nghị là anh nên phát huy nhiều hơn nữa. Cảm ơn những cái phản hồi tích cực và những cái đóng góp rất là tốt từ phía Linh. Anh sẽ cố gắng phát huy cái điều này. Như vậy cho thấy được là đúng là công nghệ cũng đã thay đổi cách chúng ta tư vấn và cách người tiêu dùng cũng đang mua sắm và sử dụng các cái sản phẩm, phải không Linh? Dạ, nếu mà đối với một người mà họ không thường xuyên sử dụng online thì họ sẽ cảm thấy ngại ngần với điều này. Nhưng mà bản thân em cũng vậy anh, trước đây cơ mà đi chợ online lên mà shopping hàng ở trên chợ gì chắc là em cũng ngại lắm. Nhưng mà vô tình thế rồi, riết buộc phải đi chợ thôi chứ không còn cách nào khác, mình về mình ăn cái gì. Thì em nghĩ là với cái cách tư vấn online này có thể một số người cũng sẽ không thích đâu, giống như em ban đầu thôi chứ cũng không có gì khác. Nhưng mà cứ thử trải nghiệm thì sẽ có nhiều cái để mình khám phá. Bản thân em đây em cũng được học hỏi từ anh nè, tại vì công việc em nhiều khi em cũng họp online, nhưng mà cái cách mà anh tương tác với em ở trên màn hình như thế này nè, em thấy có nhiều điểm để em cần phải học đó. Vậy Linh, thông qua những cái sự hài lòng của Linh như vậy với việc tư vấn và cung cấp dịch vụ bảo hiểm online của anh như thế, thì Linh sẵn sàng để tham gia cho mình và hiện thực hóa cái kế hoạch bảo vệ tài chính cũng như là duy trì mức sống trong mọi hoàn cảnh rồi chứ? Chắc chắn rồi anh Sơn, em cảm ơn anh Sơn rất nhiều.